À, giới thiệu. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đánh đàn piano. Hôm nay mình sẽ đánh bài Vũ Diệu của những chú quỷ lùn. Nào, vũ điệu của những chú quỷ lùn. À, bắt đầu. Vũ điệu của những chú quỷ lùn. À, hai bản nhạc vũ điệu của những chú quỷ lùn đây à. Mình sẽ chơi bài chú quỷ lùn. à, vũ điệu của những chú quỷ lùn. Do bé Sao Ngọc Mai thể hiện. À. đánh nhau? Đấy đang khiêu vũ đấy, vũ điệu đây, hai chú quỷ lùn đang nhảy, đang khiêu vũ. Con chạy sao lại thế? Con không biết chữ là cái gì. Nghe lên. Con không biết chữ. Con
khổ mà ai chắc cảm nhận luôn này. Sai. Đi.